kem trị thâm nách Quinix có tốt không? Nhiều chị em chưa dùng nhưng nghe bạn bè giới thiệu cũng đều muốn thử, mà vẫn còn đang phân vân chưa biết nên mua hay không thì hãy xem hết video này nhé, để biết được chính xác là kem trị thâm nách Quinix có sử dụng tốt và hiệu quả không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Có nhiều cách để vùng da dưới cánh tay của bạn trở nên trắng sáng và mềm mại hơn, bằng việc sử dụng nguyên liệu làm đẹp trong bếp như chanh. Bạn có thể dùng chanh thoa trực tiếp lên nách hoặc trộn nước cốt chanh với than hoạt tính, theo tỷ lệ 1:2 sau đó bôi lên da nách, đến khi khô thì rửa lại. Bạn cũng có thể ép nước ép dưa chuột, trộn với nước chanh rồi thoa đều lên da, giúp da trắng và mịn màng hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể pha nước cốt chanh với baking soda để bôi lên da trị thâm. Cách làm trắng nách khác là dùng dầu dừa, bạn hãy vệ sinh sạch vùng da nách và lau khô. Sau đó thoa đều dầu dừa nguyên chất lên vùng da này, để qua đêm rồi rửa lại với nước ấm. Bạn cũng có thể làm trắng nách bằng oxy già. Oxy già là một hóa chất thường dùng để sát khuẩn, diệt khuẩn trong y tế. Ngoài ra, nếu sử dụng đúng cách, oxy già cũng có thể giúp bạn khử mùi hôi nách, giảm thâm và se khít lỗ chân lông trên da hiệu quả. Tuy nhiên những cách làm trắng da này chủ yếu là tự nhiên và thủ công. Bạn phải chuẩn bị nguyên liệu công phu và rất mất công trong việc chuẩn bị. Hơn nữa hiệu quả làm trắng cũng không cao và không nhanh hiệu quả bằng cách sử dụng một số loại kem làm trắng da. Nếu bạn cần làm nách trắng nhanh thì nên dùng những loại kem chuyên dụng, đã được kiểm chứng và có nhiều chị em tin dùng. Kem trị thâm nách Quinix đã quá nổi tiếng với chị em mình rồi. Ai xài cũng khen cả. Ít người chê lắm. Da vùng dưới cánh tay trắng đẹp mịn màng. Lên tông cũng đẹp, phục hồi da vô cùng hiệu quả. Nhưng liệu kem trị thâm nách Quinix có trị thâm tốt không? Kem trị thâm nách Quinix là sản phẩm này rất hiệu quả để làm trắng nách và loại bỏ các đường màu đen ở làn da dưới cánh tay, làm giảm mùi cơ thể. Ngoài ra, kem Quinix còn giúp làm mịn vùng da nách, thu nhỏ lỗ chân lông nách, loại bỏ mùi hôi. Đặc biệt là không dính, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Chị em cũng có thể tự tin diện những bộ áo sát nách để khoe vùng da trắng sáng của mình nhé. Và bạn cũng có thể tìm thấy thông tin kem trị thâm nách Quinix trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa. Nên có thể khẳng định là kem trị thâm nách Quinix là rất tốt nhé. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.